Đi đâu đi đi đúng hướng của Bảy Gaming và ôi nhảy xuống xe bắn luôn. Nurin kia bất ngờ knock out vị trí Tam Thất và Tam Thất đã không thể được chơi game tiếp nữa. TE bắt đi cái đầu tàu mang tên Tam Thất, một vị trí in game leader quan trọng. Nhưng đây chết bây giờ, tầm này họ không còn gì mất nữa, họ thấy ai lọ xử lý thôi. Rất nhiều đồ đang được ném sang đến các thành viên của Gen.G. Và Đức Hiếu biết phải làm gì để cứu đồng đội của mình đây. Trong đó với Tai Lu và các thành viên của Tiên Tân Phai cũng đang có cuộc giao tranh. Nếu pha thi đấu này đội hình của Tai Lu nằm lại thì cơ hội sẽ lại tiếp tục mở ra dành cho TE. Tai Lu vẫn đang phản công là rất gắt nhưng họ đã mất đi một người rồi. Nhưng họ lại có được cho mình một sự hỗ trợ đến từ thành viên của Danawa. May mắn thay ba thằng bóng vẫn đang thi đấu là tỉnh táo. Và Tai Lu với hai thành viên còn lại vừa đến cùng căn nhà này thì một đã đỏ máu và đó là thứ con nằm xuống đến tay chàng Shen. Một mình lòng sẽ cần phải giải quyết ở trong pha thi đấu này, tìm ra đối phương và đó là 3 điểm kill dành cho Tai Lu. Cuộc chiến vẫn đang là rất căng đến từ những cái tên đang cạnh tranh trực tiếp cho tấm vé để vòng thi đấu Grand Final. Patrick của Rốt cũng đã xuất hiện tại đây và họ hạ gục đi được anh chàng Slaker của LG. Thực sự là một mùa giải không thành công dành cho Luminosity Gaming. Khi họ có lợi thế hay không có lợi thế thì kịch bản cũng chỉ có một, đó là nằm xuống từ một khoảng tham minh rất sớm và không đem về một cái bộ chỉ số về kill ấn tượng. Và thêm cả đó là Na'Vi cùng Sonic đang va vào nhau thì liệu question mark còn có đủ phạm vi để bắn phá sang nữa hay không? Họ vẫn đang cho thấy cái sự tự tin của mình, còn Na'Vi bây giờ cố gắng bắn thoáng nhất và cống hiến hết mình cho cái trận đấu cuối cùng này mà nữa mà thôi. Example đã lên tiếng và rất nhiều kill dành cho đội hình của Na'Vi. Các thành viên của Sonic thì cũng đã phải nằm lại, trong cái đó thì question mark cùng D+ kia đã có tình huống combat là rất căng. Nếu như question mark bị quét sạch đó sẽ là lợi thế và Serdot Esports cũng đang ở rất gần đây. Nhưng với đội hình của DK thì không. DK chỉ có một cái mỏm đá và họ đang bị tấn công bởi Serdot. Một quả nết rất chí mạng đến từ anh chàng Himas đã khiến Zenith phải nằm và thêm nết bồi vào đến từ Himas. Serdot đang cục rồi. Họ rất muốn có được cái top 1 về kill ở trong giai đoạn Winner Bracket này và sẽ không dừng lại đến từ Serdot Esports đâu. Khi họ nhận ra con mồi của mình là D+ Kia, đối thủ cực kỳ dễ sời. Question mark đang muốn đẩy ra để KS, nhưng đẩy ra một đụng độ với Serdot thì coi chừng Deva còn 100 máu duy nhất. Question mark in ra đây chẳng Himas, họ chưa bắt được, giờ họ mới có thể knock out Himas thành công. Nhưng ngay sau đó thì các thành viên của question mark cũng đã chủ động lùi về khi mà đội hình Serdot thông tin những người còn lại vẫn đang là ẩn số. Pha này thì Hải Saki đẩy đối phương ở trong lan smoke. Ôi, liệu có trách ra được hay không đây? Phạm vi là cực kỳ trắng và bắt được người bị knock thôi. Còn một người nữa, Hải Saki muốn free fire và check up sai mất rồi Hải ơi. Nhưng có sự hỗ trợ rồi kìa, top 13 cho D+ kìa. Và phía của Serdot Esports vẫn đang rất cố gắng để hướng tới cái giải thưởng phụ của vòng nhanh thắng. Nhưng dẫu sao, những đại diện ở phía trên gần như đã nằm lại hoàn toàn thì cơ hội mở ra, quan trọng là Serdot sẽ tự quyết cho mình như thế nào mà thôi. Một mình Exodus của 17 Gaming đang cố gắng sinh tồn. Nếu là kill hãy dành cho Daychat, đúng là như vậy rồi. Thêm một điểm kill nữa dành cho Daychat và quan trọng là không có thêm kill nào cho các thành viên của question mark cả. 17 Gaming, một đối thủ cạnh tranh trực tiếp với chúng ta thì cũng đã phải nằm lại. Nhưng bây giờ với Tai Lu rất cố gắng để có thể cải thiện điểm số. Flash 5 như thế này thì nghe được tiếng chân thật. Double kill, double kill. Không nhìn thấy, không nhìn thấy tiếng nằm. Bắt được vào vị trí lồng ghép. Shen còn đó và ôi trời ơi, top 10 trên Luminosity Gaming. Nhưng Long Z liệu cứu được hay không? Bò thứ 5 hết cứu rồi. Và Đức Mỹ kìa, bắt được Aduji. Nhưng sau đó mạng của Đức Mỹ dành cho question mark. Top 9 cho Serdot Esports. Và ta sẽ cần chờ đến những cái hiệu số sau cùng trận đấu này để xem rằng giải thưởng phụ sẽ thật sự dành cho Serdot hay dành cho bất kỳ đội tuyển nào. Giờ thì tất cả sẽ cùng nhau hướng mắt về các thành viên bên phía của team TX Spadable. Đang có một vài những cái điểm sáng dành cho chúng ta khi mà các thành viên của Tai Lu đã phải nằm lại rồi. Danawa sau khi hạ gục được đội hình bên phía team Daytrade cũng sẽ có một vị trí tương đối đẹp bên trong vòng bo này. Câu hỏi đặt ra là Tai Lu sẽ, chính xác hơn là Danawa, họ sẽ càn vào những đội tuyển ở phía trên các thành viên của TX Spadable như thế nào. Và tạm thời chúng ta chưa có góc máy về TE để biết xem cặp đôi còn lại Đức Hiếu cũng như là Delwin đang sinh tồn ra sao. Chỉ có những cái góc máy từ đằng xa thôi. Nhưng có vẻ như cánh của TE đang clear. Inonix thì vẫn đang quấy nhiễu question mark là tương đối tốt. Đã là tình huống thứ hai bị knock out đến từ cái thành viên của question mark. Và bây giờ thì họ đang kẹp. Họ phải công vào đội hình của Danawa. Họ không còn sự lựa chọn nào khác. Và Danawa với 6 kill đồng nghĩa về phong độ họ đang rất cao. Danawa ơi, hãy chứng minh cho tôi thấy sức mạnh của nền PUBG Hàn Quốc đi xem nào.
Question mark thì vẫn luôn dựa vào cái đầu tàu mang tên Phil First, người bắn hay nhất trong đội hình này. Và để xem là Phil First bắt được mấy người đây, chứ không đây chết. Vâng, lượt trận cuối cùng lại cháy đến như thế. Bắt người là liên tục. Và với Phil First khi mà chưa thể check ra đủ góc thì bất ngờ thầy Aduzi bắt được mạng phía đây chết với anh chàng Nurin. Vâng, đây chết báo nói như vậy thì có sai không ở thời điểm này? Họ không còn mục tiêu nữa, nhưng mà họ vẫn đang là một kỳ đà cản mũi cực kỳ khó chịu về những hiệu số ở trên bàn điểm tổng. Falcon ép vào đà đã qua, Captain xấy lỗi nhưng Rapking thì nói không. Anh ta không cho Salute một cơ hội nào cả. Xe của Danawa quay về, liệu có phải là mạng số hay không? Loki đổi được một, nhưng nhiều đồ sẽ là chưa đủ đâu. Danawa mất thêm vị trí của cả Ironic nữa. Và ôi trời, đây chết top 7 và sau đó là Danawa. Gì thế này? Phạm vi này Genji đã khép góc toàn bộ. Dawin có thời gian hồi điểm máu, nhưng với căn cái tầng 1 của khu vực chòi bảo vệ sẽ khó để xoay chuyển tình thế. Genji EJ thì tầng 2 thì cũng không thể di chuyển ra quá nhiều. Một quả bóng tốt có lẽ sẽ chặn hướng ra của phía team The Expendables. Và bây giờ thêm cả Patrick Cross nhìn sang nữa. Khó trồng thêm khó, top 5 cho The Expendables. Và bốn đại diện còn lại lúc này chúng ta cũng sẽ cảm thấy rằng TE đã cố gắng hết mình. Night Try, chúng ta sẽ chào đón họ ở vòng nhánh dưới và sẽ tiếp tục cổ vũ cho đại diện từ Việt Nam ta, khi mà những đại diện xếp trên cũng đang bắn cố gắng hết mình. Với Patrick Cross thì cái cơ hội vào trong top 8 của họ có lẽ vẫn sẽ là còn, nếu họ có thể đem về top 1 cùng với một cái chỉ số kill nó thật sự là có thể gây được ấn tượng. Vì tôi nhớ không nhầm thì khoảng cách của Pero với những cái đội top 8 xếp trên thì cũng sẽ cần phải vượt qua cả Question Mark và cả Falcon nữa. Vậy nên nếu như muốn có được cái top 1 và làm gỏi từng này con người thì Pero phải bắn cực cháy. Tất nhiên điều này sẽ là rất khó để có thể xảy ra được, nhưng hãy cùng chờ xem khi Pero ta có lẽ tầm này sẽ muốn cổ vũ cho Patrick Cross là rất nhiều. Vì thật sự việc mà AZ bắn ở nhánh dưới sẽ là điều đáng tiếc. Nhưng bây giờ Summer bị bắt bởi Amix, Falcon tự quyết với vị trí Amix. Và 7 kill có được thì thôi, Falcon đã quá thoải mái để góp mặt ở trong nhánh thắng rồi. Thì bây giờ Question Mark đứng trước cơ hội thể hiện sức mạnh. Và nếu đem về lần ăn gà thì cái tấm vé của họ sẽ lại càng đẹp hơn nữa. Còn với Genji, EJ chấp nhận sắp từ vòng bò và kê lại giúp cho người mình để có góc di chuyển tốt cũng như bắn hay. Thì EJ đã nằm đổi được lại vị trí của Cùi 71. Cơ hội cứu lên liệu có là còn khi vòng bo đang đi vào là khá nhanh, và khoảng 30 giây thôi sẽ là vòng bo thứ 8. Falcon Emic vẫn đang sinh tồn một cách tuyệt đỉnh. Nét hướng tới Question Mark phát hiện ra, và anh ta chỉ ngồi lên một chút thôi là sẽ ăn ngay những phát đạn đến từ phía Question Mark. Nét dã vào 39 máu bị trừ, và thêm một nét nữa của Phil First có lẽ sẽ là dấu chấm hết cho Emic. Vẫn đang cố sủi, Emic vẫn đang quẩy là cực căng, nhưng khi phải bắn súng cơn skill với 3 tuyển thủ của Patrick Cross thì đó lại là bài toán khác. Không, đúng là đầu với hai thôi, khi Pero vẫn chưa thể cứu lại được vị trí của Cùi 71. Nó đang khiến cho Pero cũng như là Genji thực sự bế tắc để tìm ra một kẽ hở nơi hàng phòng ngự của QM. Và Mew bắt đầu khai hỏa rồi, Phil First đã bị bắt lại. Và bị bắt lại ở khoảng tham minh như thế này thì rất khó cứu dành cho đội hình của Question Mark. Có lẽ là họ sẽ phải bỏ bạn thôi. Phil First đã đi 3v3v1 và AI đang cho tỷ lệ phần trăm chiến thắng dành cho Pero là cao hơn, 45 so với 43 mà đội hình của Question Mark đang sở hữu. Còn Genji thì chắc chỉ đóng vai trò là kỳ đà cản mũi. Nếu anh ta bớ được một thành viên của đội tuyển nào thì sẽ là lợi thế dành cho đội còn lại. Top 3 cho Genji, 3v3. Top 1 cho Patrick Cross liệu có là muộn màng hay không? A-Slap xấy rất dính với ông ngắm X4. Điền chưa khiến đối phương nằm xuống khi mà Best Solo là người làm tốt hơn. Bên này Mew tắt yếu được một người, nhưng ngay sau đó thì Mew cũng yếu. Cùi 71 còn nguyên đó, sẽ là muốn quyết định cứu lên vị trí của A-Slap. Vòng bò thứ 9 xuất hiện. Top 1 sẽ là đẹp cho Patrick Cross hay sẽ dành cho Question Mark đây? Và Mew đang tận dụng những cái quả smoke để có thể đẩy lên. Một flash được pop vào khiến cho đội hình của Question Mark mất đi tầm nhìn. Có thêm quả flash thứ hai và Cùi 71 hạ gục đây chẳng Aduzi. Đội hình của Question Mark đang từ thế đẹp, bây giờ đang tan đàn xẻ nghe khi quả flash được trả đến từ Mew là quá trắng. Và Cùi 71 đã hạ gục thêm được anh chàng Bestolog. Đàn tề một máu còn lại, thời gian hồi phục gần như là không có. Đàn tề bớ được một, nhưng đó là tất cả những gì anh ta có thể làm được. Và xin chúc mừng cái top 1 cuối cùng của vòng thi đấu Winner Bracket dành tặng cho Patrick Cross. Vâng, một cái top 1 mà khiến cho chủ tịch đã phải đứng lên.